Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chào đón Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới Nhà Trắng vào thứ Tư ngày 10 tháng 4. Cả hai đã ca ngợi mối liên minh giữa hai nước, nhấn mạnh đây là quan hệ đối tác toàn cầu. Mỹ và Nhật đã ký kết khoảng 70 thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, bao gồm các động thái nâng cấp cơ cấu chỉ huy quân sự của Mỹ tại Nhật Bản để phối hợp tốt hơn nếu có cuộc khủng hoảng an ninh. Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida cũng sẽ công bố các thỏa thuận cho phép cùng phát triển nhiều hơn các thiết bị quân sự và quốc phòng. Các quan chức Mỹ cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ công bố kế hoạch thực hiện sứ mệnh không gian chung trên mặt trăng và các dự án hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Dự kiến ông Kishida sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong ngày 11 tháng 4 và cùng với Tổng thống Biden, Tổng thống Philippines tham dự thượng đỉnh ba bên sau đó. And I'm very grateful to be invited to the United States. For this official visit. ぜひ今回の訪米において、日本とアメリカの、この固い絆を